Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Nên bình luận công bình. Trong các loại bố thí pháp là tốt nhất, đó là loại bố thí lớn nhất, vì nó có thể thành tựu được pháp thân huệ mạng cho con người. Giống như thắp lên ngọn đèn sáng trước mặt người ta vậy. Do đó, Đức Phật trong suốt cuộc đời, Ngài đã không làm việc gì khác mà chỉ lo giảng kinh thuyết pháp thôi. Chúng ta là đệ tử Phật, nếu không học giảng kinh thuyết pháp, không học nói lời chân thật, thế thì rốt cuộc chúng ta theo Phật để học cái gì? Bây giờ một buổi tối giảng kinh đều là do mọi người thay phiên nhau lên giảng. Sau rốt lại còn có người bình luận tổng quát. Như vậy thì đây càng hơn là bố thí pháp trong những cách bố thí pháp. Những ai chưa đi vào con đường chánh lộ, quý vị cũng nên từ từ dìu dắt, giúp họ trở lại con đường chánh. Bởi vậy, bình luận như thế này là quý vị đã thực hành một phần nào theo Bồ Tát Đạo. Quý vị chân chánh muốn giúp đỡ kẻ khác, chân chánh muốn cho người ta được thành tựu và thực hành bố thí pháp thì đừng nên thờ ơ, chẳng chịu quan tâm đến ai. Nếu không thì không phải là người tu hành chân chính. Nhớ lại lúc ban đầu quý vị không ai muốn lên giảng, nhưng hiện nay thì biết nhận thức hết rồi. Khi quý vị lên giảng thì đừng sợ sệt, vì không có ai đánh hay giết hại quý vị đâu. Kể như đến lúc mình phê bình thì cũng là có thiện ý, chứ đâu phải có ác ý. Như tôi cảm thấy người đó không đúng nên tôi phải áp đạo y. Ngược lại, mình nên nâng đỡ họ, bởi mình không nỡ để họ ngã quỵ xuống. Quý vị cũng đừng có giống như anh nhìn tôi nhìn anh, để rồi ai cũng sợ đi lên bình luận phê phán. Kể như là quý vị bình luận không đúng đi, nhưng mọi người vẫn có thể nghe thấy cách nhìn và quan điểm của quý vị. Chúng ta nên tích ít cầu tin, nghĩa là đã tinh thuần rồi mà vẫn muốn tinh thuần hơn nữa, để không còn một mảy cặn bã nào. Giống như tuyền vàng tinh trong lò lửa lớn, nó phải thuần nhất chứ không được lẫn lộn với các chất tạp nhạp khác. Hiện nay quý vị cảm thấy việc này không trọng yếu, nhưng tương lai khi quý vị ra ngoài hoằng pháp, lúc đó quý vị mới biết tính cách trọng yếu của nó. Quý vị giảng sai một chút là có thể khiến cho người ta thối thất tâm bồ đề rồi. Còn nếu giảng đúng là quý vị làm cho người ta phát bồ đề tâm. Vì vậy, bây giờ chúng ta nên luyện tập một cách thật thà. Chúng ta không nên thêu dệt dòng do hoặc nói tràn giai đại hải như là viết chăn chương. Chỉ cần mình giảng ra được cái nghĩa lý trọng yếu của kinh văn là được rồi. Giảng ngày 28 tháng 9 năm 1986. Ha ha ha, 问什么的说呵。